Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Thế Giới Gôn. Trong video lần này chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn các loại gậy gôn cơ bản và công dụng của từng loại. Nhưng trước khi tìm hiểu về các loại gậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về sân gôn nha. Trên sân gôn được chia thành những địa hình chủ yếu sau: Tee box, nơi thực hiện cú phát bóng đầu tiên; Fairway, khu vực sân cỏ ngắn và sở hữu bề mặt mịn nằm giữa hai vùng tee box và green; Green, vùng cỏ mịn có hố gôn cắm ngọn cờ màu đỏ để các gôn thủ nhận biết và đánh vào hố đó. Dựa vào số gậy tiêu chuẩn mà golfer cần để hoàn thành một hố gôn, par được chia thành par 3, par 4 và par 5. Giữa khu vực fairway có thiết kế rất nhiều chướng ngại vật như hố cát. Các chướng ngại có nước như ao, hồ, khe rãnh hay cây cối, vùng biên ngoài sân và đồi núi. Bên cạnh đó cũng có những thiết kế khiến người chơi cảm thấy thú vị khi chơi gôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn các loại gậy gôn cơ bản và công dụng của mỗi loại. Gậy gút, gậy gỗ, gậy iron, gậy sắt, gậy utility, gậy lie, gậy que, gậy kỹ thuật. Và cuối cùng là gậy putter, gậy gạt. Trong tổng số 14 gậy, tuy chiều dài và trọng lượng hoàn toàn khác nhau, nhưng về cơ bản chúng có cùng một cấu tạo, được chia thành 3 bộ phận chính. Tay cầm, bộ phận kết nối với tay giúp giữ chặt gậy được gọi là grip. Cán gậy, bộ phận dùng để chuyển lực từ tay cầm đến đầu gậy khi đánh được gọi là sáp. Đầu gậy, bộ phận tiếp xúc trực tiếp với bóng khi đánh. Các loại cán gậy, phân loại dựa vào độ cứng: L, mềm dành cho golfer nữ; A, mềm dành cho người chơi nghiệp dư; G, cứng thông thường; S, G, cứng vừa phải nằm giữa G và S; S, cứng; X, siêu cứng. Đầu tiên là gậy gút, hay còn gọi là gậy gỗ. Chủ yếu sử dụng gậy gỗ từ số 1 đến số 7. Trong đó gậy số 1, 3, 5 và 7 chủ yếu được sử dụng nhiều hơn là gậy số 2 và 4. Gậy gỗ số 1 hay còn có tên gọi khác là gậy driver, là gậy chủ yếu được dùng cho cú phát bóng đầu tiên. Trong số tất cả các gậy thì driver là gậy dài nhất và có độ lóp thấp nhất từ 7 đến 13 độ. Nam giới chủ yếu sử dụng gậy driver có độ lóp từ 8 đến 11 độ, còn nữ giới là từ 10 đến 13 độ. Chức năng chính của gậy driver là dùng để đánh bóng đi càng xa càng tốt, từ khu vực phát bóng hướng về phía khu vực hố gôn. Sau khi đánh cú đầu tiên, khi khoảng cách đến khu vực hố gôn còn lớn, người chơi thường dùng gậy gỗ số 3 đến số 7 để đánh trên đường fairway. Về cơ bản thì gậy gỗ fairway được dùng chủ yếu là các gậy gỗ từ số 3 đến số 7. Nhìn khá giống gậy driver nhưng đầu gậy fairway nhỏ hơn và có thể phân biệt bằng mắt thường. So với gậy driver thì đầu gậy fairway có hình dạng dẹt hơn. Tiếp đến là gậy hybrid, chủ yếu được gọi là gậy utility hoặc gậy rescue, là gậy lai kết hợp ưu điểm giữa gậy gỗ và gậy sắt. Gậy lai còn được gọi là gậy của thế kỷ 21 bởi chúng mới được ra mắt gần đây. Gậy hybrid, gậy lai được sử dụng khi yêu cầu đồng thời về khoảng cách và độ chính xác. Công dụng của gậy utility, gậy lai được sử dụng khi đòi hỏi phải đánh bóng xa cùng với độ chính xác cao, được nữ giới và người chơi nghiệp dư sử dụng nhiều, là gậy thay thế cho gậy sắt dài hoặc gậy gỗ fairway. Bởi vì so với gậy sắt dài hay gậy gỗ fairway thì gậy lai tương đối dễ sử dụng hơn. Tiếp đến là gậy sắt, một trong những gậy được sử dụng nhiều nhất trên sân sau gậy gạt. Gậy sắt được dùng cho những cú đánh với khoảng cách ngắn hơn. Công dụng chính của gậy sắt là đánh bóng đi chính xác theo những gì người chơi mong muốn. Tùy vào độ dài gậy mà gậy sắt được chia thành: gậy sắt dài, gậy sắt số 2 đến số 5, gậy sắt trung, gậy sắt số 6 và 7, gậy sắt ngắn, gậy sắt số 8 và 9. Như tên gọi của nó, đầu gậy sắt được làm bằng khối kim loại. Đầu gậy sắt mỏng hơn gậy lai và gậy gỗ. Cuối cùng là gậy kỹ thuật, que gậy ngắn nhất trong số các gậy. Được chia thành 3 nhóm chính: gậy chuyên đánh pitching, gậy chuyên cứu bóng khỏi hố cát và gậy đánh bóng tới gần hố nhất. Được sử dụng nhiều xung quanh khu vực green. Tùy vào công dụng gậy mà góc lai mỗi loại sẽ khác nhau. Đây là gậy được sử dụng để đánh bóng đến càng gần hố càng tốt, có độ lóp từ 46 đến 64 độ. Được chia thành pitching que, gap que, sand que và lap que. Cuối cùng là gậy gạt, gậy đưa bóng vào hố sau khi on green. Gậy này chạm nhẹ vào bóng để đưa bóng vào hố chứ không đánh mạnh như các gậy khác. Dựa vào đặc điểm đầu gậy mà gậy gạt được chia thành: gậy gạt mallet cân bằng đầu gậy và gậy gạt blade cân bằng mặt gậy. Tùy vào kiểu dáng đầu gậy mà cách sử dụng cũng sẽ khác nhau. Độ lóp, góc lai, chiều dài của gậy driver, gậy gỗ, gậy lai, gậy sắt sẽ khác nhau tùy vào nhà sản xuất, cũng tùy vào thể lực và vóc dáng của người chơi. Và bạn muốn mua gậy uy tín thì hãy tải app chợ gôn ngay nhé.
chúng ta đã tìm hiểu xong về cấu tạo và mục đích sử dụng của các loại gậy gôn. Và giờ mình sẽ tổng kết lại một lần nữa về các loại gậy để các bạn nắm rõ nhé. Gậy gôn có nhiều loại khác nhau như gậy gỗ, gậy lai, gậy sắt, gậy kỹ thuật và cuối cùng là gậy gạt. Tuy nhiên khi ra sân gôn, có quy định chỉ được mang 14 gậy nên bạn phải dựa vào địa hình sân, thời tiết, thể trạng của bản thân và phải hiểu rõ công dụng của từng loại gậy thì mới có thể lựa chọn được gậy phù hợp. Khi đó mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau những bài luyện tập, khi bạn đã quen được với tư thế đánh và đã có bộ gậy cho riêng mình, thì khi đó bạn đã có thể ra sân đánh round được rồi đấy. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn, đặc biệt là các bạn beginner. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.